Tiếp sau những quan điểm phản đối đề xuất tắt sóng 2G, Hiệp hội Vận tải Việt Nam còn có kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về vấn đề này. Trao đổi với VTC, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định 4G là một xu thế tất yếu và đáp ứng được nhu cầu dữ liệu đang được Việt Nam đẩy nhanh thực hiện. Song điều đó không có nghĩa là sẽ sớm tắt ngay công nghệ 2G cũng như lo ngại của một bộ phận người dùng trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 2 năm 2016, thuê bao di động 3G trong nước đạt 37.922.697 thuê bao. Trong khi đó, thuê bao 2G đạt 83.345.362 thuê bao, tương đương 70% người sử dụng. Trước cái kiến nghị của Hiệp hội Vận tải, thì chúng tôi cũng là sẽ giao cho các cơ quan chức năng căn cứ vào cái xu thế phát triển chung trên thế giới để đưa ra một cái lộ trình hợp lý để chúng ta có thể khai thác ngày càng hiệu quả hơn cái nguồn tài nguyên mà hiện nay đang dành cho phát triển 2G. Trên thực tế, với sự tiến hóa của công nghệ lên 3G, 4G rồi tiếp là 5G, lượng thuê bao 2G đang ngày một giảm. Nhằm giải quyết vấn đề tần số cạn kiệt, giải phóng băng tần cho các công nghệ hiện đại hơn, gần đây một số quốc gia cũng đã bắt đầu công bố lộ trình tắt sóng mạng 2G như Singapore vào tháng 4 năm 2017. Telstra tại Úc thông báo cắt mạng GSM 2G từ tháng 12 năm 2016. Trong khi đó, một số quốc gia như Hàn Quốc vẫn duy trì mạng này để đáp ứng nhu cầu cho người dùng, chỉ có nhu cầu sử dụng thoại và nhắn tin, dịch vụ thông tin M2M. Chúng tôi từ năm 2011 đã bắt đầu triển khai LTE với ý niệm hoàn toàn mới về trải nghiệm di động cho người dùng. Với các dịch vụ hoàn toàn mới, hiện 70% dân số đã dùng 4G. Song việc tắt 2G, chúng tôi chỉ dự tính đến giảm dần khi mà số lượng dùng 2G trở về con số nhỏ. Ví dụ như nhà mạng KT, khi lượng người dùng 2G giảm đáng kể thì họ đã tắt 2G vào năm 2013. Cái thông tin liên lạc người với người thì có xu hướng giảm. Tuy nhiên, cái xu hướng là thông tin giữa máy với máy, M2M thì lại gia tăng với cái sự bùng nổ của IoT, Internet vạn vật trong thời gian tới. Cho nên dự báo cái nhu cầu thông tin liên lạc trên cái mạng 2G thì rất khó nói vào thời điểm này. Cái này thì cũng cần có những cái nghiên cứu và đánh giá kỹ hơn để có thể đưa ra một cái quyết định về cái lộ trình tắt 2G hay là không tắt 2G hợp lý nhất, trên cơ sở là vẫn là đảm bảo khai thác một cách có hiệu quả nhất cái băng tần đương dành cho phát triển 2G. Song song đó, các đề nghị tắt 2G đến thời điểm này vẫn chưa phải là một văn bản chính thức, nên Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng người dùng không nên quá lo lắng. Còn theo nhiều ý kiến chuyên gia, các quốc gia phát triển mạnh như Hàn Quốc, Úc, Singapore hoặc chưa hoặc mới chỉ tắt một phần 2G theo nhu cầu thực tế của nhà mạng, thì Việt Nam khi mới vừa nhập cuộc 4G vẫn còn tới quá đông người dùng 2G, thì việc tắt sóng này vẫn phải chờ 5, 10 năm nữa.